Dạ thì em xin báo cáo một cái bài review về bệnh hen suyễn. Thì ở đây người ta làm mấy cái review về epigenetics. Dạ, bài này thì trên clinical epigenetics. Thì đây là cái phần giới thiệu về epigenetics. Thì chắc là mọi người cũng biết được là nó sẽ có hai cấp độ, còn nhiều hơn nữa, nhưng mà chủ yếu thì mình cái bài này người ta nói về hai cấp độ này. Thứ nhất là về cái cấp độ của chromatin, tức là mình nói về histone. Thì ở đây thì sẽ có hai cái loại enzyme chính, một loại là HDAC và một loại là HAT. Thì cái sợi ribosome thì nó sẽ được gói lại nhỏ, chặt lại để cho nó đủ không gian ở trong cái nhân tế bào. Thì cái HDAC này nó sẽ có trách nhiệm là nó đi acetylate cái đuôi histone này để cho cái đuôi đó nó chống và nó nắn được cái sợi DNA này. Thì khi mà cái DNA của mình cần được nhân đôi hoặc là cần được biểu hiện cái vùng nào đó thì sẽ có một loại enzyme khác nó lại và nó acetylate cái đuôi này, và tức là giống như cái tay của mình nắm cái acetin này rồi thì nó sẽ không nắm được sợi DNA được. Thành ra cái lúc đó nó mở ra thì những cái protein khác thì có thể vào và replicate hoặc là biểu hiện gen gì đó. Thì ở một cấp độ nhỏ hơn, tức là cấp độ ở trên cái sợi DNA, thì cái enzyme biểu hiện chính là DNMT, nó sẽ gắn cái gốc SEC3 vào trong cái si tri. Thì khi mà gắn vào hoặc là tháo ra cái SEC3 này thì cái gen nó sẽ biểu hiện hoặc là không biểu hiện. Thì nội dung chính của cái bài này sẽ xoay quanh hai cái vấn đề đó. Thì phần 1 ở đây thì người ta sẽ giới thiệu cho mình cái bệnh tiễn là một cái tình trạng viêm của cái hệ hô hấp. Phần 2 là những cái gen và pathway liên quan. Và phần 3 thì họ sẽ nhấn mạnh cái vấn đề là bệnh hen suyễn nó rất là biến động, là người trẻ sẽ khác, người già sẽ khác, nam khác, nữ khác. Thành ra thì họ có cái phần 3 này. Phần 4 là cái việc mà mình bị phơi nhiễm với những yếu tố môi trường thì sẽ liên quan tới cái severity hoặc là cái việc phát triển hen suyễn. Phần 5 là cái việc phát triển hen suyễn qua cái quá trình sống. Phần 6 là cái tương tác giữa cái genetic và epigenetic, chủ yếu đây là cái SNP thôi. Phần 7 thì mấy cái nghiên cứu về differentiation. Dạ thì cái hình đầu tiên của người ta thì người ta cho mình thấy cái tương tác ở trong cái hệ hô hấp của mình. Thì khi mà mình bị phơi nhiễm ra những cái yếu tố gây dị ứng hoặc là những cái risk factor thì cái cơ thể mình sẽ tiết ra những cái chemokine và cytokine để kích hoạt mấy cái tế bào miễn dịch ở trong cái mô của phổi hay là mô của cái hệ hô hấp đó. Thì đối với người bình thường thì khi mà cái tình trạng này diễn ra thì khi mà xử lý xong những cái yếu tố nguy cơ thì nó sẽ hết, nhưng mà ở trong cái người bị hen suyễn thì cái tình trạng viêm này nó kéo dài hầu như là vĩnh viễn luôn. Và thì một những cái lý do kéo dài đó là tại vì cái tia Hb2 này, thì cái tia Hb2 nó sẽ tạo ra những cái chemokine, cái cytokine để nó kích hoạt mấy cái dendritic cell hoặc là mấy cái tế bào miễn dịch đó. Thì khi mà nó tạo ra nhiều như vậy á, thì THB1 sẽ có cái nhiệm vụ là tiết ra cái interferon gamma này để ức chế cái THB2 này. Nhưng mà khi mà bị hen suyễn thì cái THB1 này sẽ tạo ra không có đủ để ức chế cái này. Do đó thì cái những cái tế bào miễn dịch nó cứ nhận tín hiệu là cần phải chống lại cái yếu tố ngoại lai, mà nó cứ viêm hoài như vậy. Thì những cái gen mà interleukin này thì mình sẽ thấy được nhiều khi mà mình phân tích những cái pathway liên quan tới bệnh hen suyễn. Thì ở đây thì những cái gen hoặc là những pathway thì được người ta nghiên cứu, thì người ta tìm ra trong một số bài như vậy. Thì em chỉ đi chi tiết một vài bài thôi. Như cái bài đầu tiên này thì họ thấy là có một vài cái CDG mà nó có cái methylation khác biệt ở những cái gen interleukin hoặc là interferon gamma này.
cái gen nó điều hòa cái hoạt động của cytokine giống như mình thấy. Còn cái gen khác là ARG2 này thì nó liên quan tới cái việc mà cái con đường mà NOS như hồi nãy anh Dũng anh có nói cho mình đó là cái nitric oxide synthase để nó phân giải nó tạo ra cái NO, thì khi mà họ thấy cái methylation của gen mình thay đổi thì cũng có liên quan tới cái bệnh hen suyễn. Còn cái bài số 3 là bài 36, bài gần đây nhất 2019 thì người ta tìm ra cái methylation ở một số cái gen liên quan tới cái chức năng rào cản của cái epithelial. Thì người ta thấy vậy thì người ta có xây dựng một cái lưới chích tích direction sử dụng cái CDK này, thì họ cũng phân loại được những cái người bị bệnh hen suyễn như người bình thường. Thì đây là một số cái bảng hai này là một À, số. em em quay lại cái slide đó để tôi hỏi mọi người đây tí xíu. Thí dụ như mọi người thấy được là cái specimen đó mọi người, cái cột số 3 trong cái bảng này á, nó để là cái nasal cell đó, có nghĩa là cái cell ở mũi, hay là cái cell ở mũi là có nghĩa là sao mọi người? Cái mẫu cell đó là lấy tissue kiểu gì mọi người? Thế chắc chắc theo như em biết là lấy cái bông gòn thầy, xong quẹt 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 vô trong cái mũi thầy, xong rồi sẽ lấy cái bông đó nhúng vô trong cái dịch để ly chích DNA. Nhưng mà có phải thọt y như là thọt sâu vào trong, ý là vậy đó em, có nghĩa là không phải mình lấy mà mình lấy cái gì á, chứ nó không phải lấy trúng cái đó. Bởi vậy là không biết ở đây thì mọi người sẽ subject làm sao cho nó, có nghĩa là bây giờ mình muốn làm gì đó thì cái cách nào mà lấy mẫu không càng không xâm lấn càng tốt đúng không, nhưng mình sợ mình lấy không trúng đó. Tôi sợ nhất là vậy á, tại vì giờ kỹ thuật mình có cao siêu cỡ nào đi nữa, cái sự đo đạc của mình có chính xác đi cỡ nào đi nữa, nhưng mình lấy họ mẫu không trúng thì kể như mấy cái đó vứt đi, mấy cái phía sau thì mình bỏ bao nhiêu công sức vào nó vứt đi. Bởi vậy là cái việc mà lấy mẫu mà nó trúng cái chỗ mẫu mà mình muốn lấy á, nó mới quan trọng đó. Thì đây mọi người thấy là cái bài số 32 thì người ta cũng sử dụng plug đó, cái plug là hoặc là 41 ví dụ vậy đó, thì những cái đó thì thấy có vẻ như là nó yên tâm hơn so với là lấy mấy cái khác á, mình không yên tâm, mình không biết mình lấy trúng cái đó hay không đó. Rồi tiếp tục đi em. Ở đây khoan cho tôi hỏi luôn luôn sẵn, cái gene, cái region đó là mấy cái tên gene đó là ở đây người ta nói cả một gene hay nói promoter của nó hay sao em? Em có coi thử một cái bài nào để nó vẽ ra cho mình thấy thì nó nằm ở đâu, em có coi thử không? Em không có coi kỹ Ok. Rồi, tiếp tục đi. cho em bổ sung nó cái đó, một số cái người ta nghiên cứu thì người ta làm người ta thấy trên promoter, còn một số cái thì nó nằm ở cái vùng intergenic, nên là cái vùng ở bên trong cái gene đó thầy, là tùy theo cái gene chứ không phải là luôn luôn chỗ nào, thì nếu đọc kỹ thì sẽ có hình như người ta có đề cập đó thầy. Ok, rồi, cảm ơn sự. Rồi, cảm ơn sự. Vậy rồi em hết rồi anh Thông. Cảm ơn em. Dạ. Tiếp theo thì ở đây là mấy cái pathway nhưng mà liên quan tới cái quá trình histone. Dạ. Mà chắc em cũng không có đi sâu vô cái này nhiều. Thì ở đây nó cũng có mấy cái gen như hồi nãy mình nói là HRAS, rồi mấy cái gen SOC3 này thì nó cũng liên quan đến mấy cái quá trình của acetin, là deacetin của histone. Dạ. Phần tiếp này á, thì người ta sẽ nói cho mình biết là do là hen suyễn thì nó rất là biến động, cho nên là cái việc mà mình lấy cái mẫu như thế nào, như nãy thầy hỏi, hoặc là cái giới tính, độ tuổi, hoặc là cái chủng tộc của cái người đó thì nó cũng ảnh hưởng tới cái nghiên cứu của mình. Dạ. Thì em sẽ đi sâu vô ba cái bài cuối cùng này, tại vì nó khá là lạ. Còn cái phần ở trên này thì khi người ta quan sát giữa nam và nữ, hoặc là người trẻ hay người già, thì họ thấy cái việc mà cái kết quả hoặc là những cái gen hoặc là cái methylation nó cũng sẽ có biến động. Còn cái bài 62 này thì
khi mà người ta quan sát những cái pathway liên quan tới THB2 ấy, thì người ta sẽ thấy được là có sự khác biệt giữa cái nhóm người bình thường và cái người bị hen suyễn ở cái 10 tuổi. Nhưng mà trong khi người ta làm cái follow up thì người ta sẽ thấy là cái người bị suyễn ở cái 10 tuổi nhưng mà tới 18 tuổi thì họ lại hết. Mà ngược lại thì có cái người đang khỏe mạnh ở cái 10 tuổi nhưng mà đến 18 tuổi thì họ lại có cái triệu chứng. Rồi cái bài 63 này thì người ta thấy là khi mà những cái người ở cái tuổi ở 10 tuổi và 18 tuổi khi mà chích cái vaccine uốn ván thì sẽ có hai cái CBG thay đổi ventilation. Hai CBG đó lại vô tình là làm giảm cái nguy cơ bị hen suyễn khi mà người ta 18 tuổi. Còn bài 64 thì khi mà họ làm cái nghiên cứu ở những cái phụ nữ mà uống thuốc tránh thai thì họ thấy là khi mà uống thuốc như vậy thì sẽ gây cái ảnh hưởng đến cái gen GATA3, từ đó là tăng cái yếu tố nguy cơ cho cái bệnh hen suyễn. Nhưng mà cái yếu tố này ở đây là sẽ có cái hiện tượng là cộng gộp giữa cái CBG và cái SNP. Như đây là cái sơ đồ mà người ta cho mình thấy là khi mà uống thuốc vào thì sẽ làm thay đổi số cái hormone trong người, rồi làm thay đổi methylation của GATA3. Nhưng mà nó phải kèm thêm một cái nữa, đó là những người đó phải sở hữu một cái SNP ở đây thì sẽ làm tăng cái việc điều hòa của cái HIPAA2 và từ đó tăng cái risk của bệnh hen suyễn. Giờ rồi còn về yếu tố môi trường thì sẽ có rất là nhiều, cụ thể là giống như là mấy cái khí mà mình tiếp xúc hàng ngày, giống như là ở đây người ta có nói về mấy cái khí mà của phương tiện giao thông, cái NO2 này hoặc là CO là một chất độc, rồi cái mấy cái microbiome trong người của mình. Thì ở đây em thấy có một vài bài là khi mà bị phơi nhiễm cái NO2 thì sẽ liên quan tới một cái gen ADRB2 này, và nó liên quan tới cái severity của cái bệnh hen suyễn nhưng mà ở trẻ em. Và cái gen này thì cũng được người ta nghiên cứu tiếp ở cái năm sau thì cũng liên quan tới severity. Rồi có cái gen khác thì họ thấy được là cái gen này nó sẽ có biểu hiện khác biệt về methylation ở những cái người mà bị viêm mũi dị ứng và bị cùng đồng thời là bị hen suyễn luôn. Dạ thì chắc cái này thì mọi người coi thêm về mấy cái gen đó thôi, chứ nó cũng chỉ là như hút thuốc rồi những cái khí gì đó hoặc là microbiome trong người của mình, hoặc là những cái con bọ mà ở gọi là dust mite, những con bọ ở trong không khí mình hít phải. Thì đây em có thống kê lại một số cái từ cái bảng đó, như đây là cái gen mà em nói rồi. Và cái này là có cái tương tác giữa một cái SNP và một cái CBG trong mấy người vừa bị viêm mũi dị ứng và vừa bị cái hen suyễn này. Rồi cái việc thay đổi methylation của một số gen để làm tăng cái yếu tố nguy cơ của bệnh. Và cái này là một cái bài nghiên cứu trên con chuột, thì người ta làm cho con chuột đó cái undernutrition này, thì em biết có phải là hay là malnutrition, không biết có phải là suy dinh dưỡng giống hay không. Nhưng mà khi mà họ thấy là con chuột này bị thiếu dinh dưỡng đó, thì nó sẽ tăng cái biểu hiện của rapamycin 1 này, thì nó sẽ dẫn đến cái việc biểu hiện nhiều cái THB2 này, kéo theo đó là bị asthma như cái hình đầu tiên mình thấy. Rồi giống như ở đây có một cái bài người ta quan sát cái những người mang thai thì họ cũng thấy là bị thiếu cái nhôm, cái không phải là thiếu mà là tăng cái nồng độ nhôm ở trong máu, thì nó lại làm cho đứa con nó dễ bị asthma sinh ra. Một phần này thì cái quá trình sống của mình thì mình sẽ tiếp xúc nhiều với những cái này là cái con bọ ở trong không khí, rồi hút thuốc hoặc là những khí độc, hoặc là cái lối sống của mình thì sẽ làm thay đổi cái
cái hô hấp của mình, thì từ đó có thể là mình lúc lúc mà mới sinh ra thì đang khỏe, nhưng về sau thì lại bị bệnh, hoặc là mình sống lành mạnh sau đó đầu tiên thì mình bị, nhưng mà cuối cùng thì mình lại khỏe. Hoặc là người mang thai thì cũng có thể là truyền cho những cái đứa bé này những cái xấu, thành ra cuối cùng họ có những cái đứa bé này sinh ra dễ bị hen suyễn hơn. Thì ở đây cũng có mấy cái bài, nhưng em thấy có hai bài thì người ta nghiên cứu trên con chuột thì nó truyền qua các thế hệ sau luôn, trên người thì chắc sẽ cũng không có làm gì được. Thì ở đây người ta nuôi cái con chuột và người ta phơi nhiễm nó với cái khí NO2, tức là trong một cái ngày vào một cái khoảng giờ cố định nào đó thì họ sẽ bơm cái khí đó có vô cho con chuột này hít thở, và khi mà con chuột này sinh con ra thì những đứa con này là bị hen suyễn luôn. Còn cái bài 119 này á, thì họ cũng làm y hệt vậy, nhưng mà đối với một cái khí khác, mà họ thấy là cái việc mà susceptible đối với cái bệnh hen suyễn thì nó kéo dài tới cái đời F3 luôn, là 3 đời sau vẫn còn bị. Cái này là cái bài về, thì tiếp phần tiếp này là về cái tương tác giữa cái SNP với lại cái methylation. Thì ở đây người ta cũng làm những cái model về thống kê để coi cái association giữa cái SNP, thì những cái SNP này thì đa phần là họ có thể là người ta làm array, hoặc là người ta dùng mấy cái data về keyword, người ta cộng thêm cái methylation để người ta làm nó cái mấy cái model để họ kết luận cái sự liên quan và sự công gợp giữa những cái SNP với CDG trong cái bệnh. Cái phần này thì sẽ là những cái nghiên cứu differentiation study về epigenetics, thì người ta cũng chỉ là thiết kế những cái cohort là vừa bệnh hoặc là không bệnh, hoặc là bệnh nặng bệnh nhẹ severity, để họ làm những cái nghiên cứu khác biệt. Thì cuối cùng người ta cũng kết luận hypermethylation, hypomethylation. Thì đây có một cái bài cũng là ở trong cái bản này luôn, một cái bài 141 này, là họ thấy cái việc thay đổi methylation và cái biểu hiện gen đó, của cái gen valine 1 này, là có liên quan tới cái việc mà cái người bị hen suyễn đáp ứng với lại cái thuốc corticosteroid này. Thì em cũng chưa có đi sâu được cái bài này, nhưng mà kiểu như là họ đề xuất là khi mà người ta có cái dấu hiệu thay đổi như vậy này, thì sẽ là một cái mặt cơ để tiên lượng là cái người bị hen suyễn đó có đáp ứng được với cái thuốc corticosteroid này hay không. Dạ, cái bài này là đến đây là hết. Thì tại vì nó cũng khá là nhiều thông tin, với lại cũng hơi phức tạp, cho nên là em cũng không có đi sâu được. Nhưng mà mọi người có câu hỏi gì thì chắc em trả lời thì sẽ tiện hơn. Rồi, cảm ơn Thông rất nhiều. Thì tổng kết là như vậy thôi ha, chứ cũng không có thể nào mà đi hết được từng từng tất cả các bài báo được. Tôi muốn làm một cái nghiên cứu về mỗi cohort đó của người ta, có là thanh niên cái gì đó bị cái này, bị cái chẩn đoán là cái asthma này rồi đó, thì người ta muốn biết được là cái survey nó như thế nào đó, tại sao có nhiều người bị asthma thì có triệu chứng rất nặng đó, còn có người thì bị khỏi nhanh đổ này kia cái gì đó. Thì người ta muốn đặt câu hỏi là có thể là do genetic đúng không, có thể là do epigenetic ví dụ như vậy đó. Thì tôi thì làm epigenetic, thì vậy tôi cũng giải trình tự thì tôi cũng không khó khăn gì hết đó. Nhưng mà không biết được là người ta cũng có mấy chục mẫu là mọi người, cũng không có nhiều đó, tại vì người ta chủ yếu làm ở thanh niên đó, thì có mấy chục mẫu, tại thanh niên thì ít bao giờ nó đi khám bệnh đó mọi người
đó, chỉ có người lớn mới đi căn bệnh thôi. Thì mấy chục mẫu đó là cũng tích tụ lại cũng nhiều năm rồi nó mới có đó mà. Thì bây giờ không biết làm cái gì đúng không, lấy máu hay là lấy cái mẫu gì hay là gì đó thì không biết làm sao đó, người ta thì có máu sẵn rồi đó, nhưng mà không biết liệu là lấy máu thì có được hay không đúng không, hay là mình phải lấy trực tiếp cái dịch phổi hay là gì đó liên quan tới phổi thí dụ vậy đó ha, thì tôi cũng không biết sao đó. Có vẻ như mọi người ở đây họ cái nào mà không liên quan tới bệnh ung thư thì không có thấy hấp dẫn lắm đúng không? Thường thì bác sĩ gia phẫu bệnh thì thường làm về mấy cái bệnh liên quan tới mấy cái mẫu mà mẫu mô đúng không, để nhuộm nhiều hơn so với lại là những cái bệnh khác. Rồi có ai hỏi gì không mọi người? Rồi không ai hỏi gì hết thì cảm ơn Thông nhỏ rất là nhiều ha. Cảm ơn Xuân nữa đã giúp tôi làm một cái review về cái bài bài bệnh hen suyễn epigenetic này.